Một vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Xin mời quý vị cùng nghe bài đọc đức tin với tựa đề Ơn phước đời nay của Đạo Tin Lành. Vào năm 1905, sau khi đánh tan hai hạm đội Nga tại Lữ Thuận và eo biển Đối Mã, Nhật Bản đòi quyền bảo hộ Đại Hàn. Đến ngày 6 tháng 7 năm 1909, sau một loạt các hiệp ước, Đại Hàn bị sáp nhập vào lãnh thổ Nhật Bản. Người Nhật cai trị Đại Hàn rất hà khắc, đặc biệt là sau vụ quan thống giám Nhật tại Đại Hàn là Ito Hisobumi bị ám sát. Nhật lấy cớ để cho thi hành một chính sách cai trị dân và một phương pháp trấn áp các sự chống đối khốc liệt đến độ mà bất kỳ một nhà cai trị có trái tim băng giá nào của thế kỷ trước cũng phải kinh hoàng. Đã có một thời gian rất dài, Nhật Bản hạn chế dùng đồ sắt tại Đại Hàn, đến nỗi quy định phải 4 gia đình mới được có một con dao, một cái bừa và cả một làng chỉ được phép sử dụng một cái búa. Vào cuối Thế chiến thứ 2, với việc Nhật đại bại, Đại Hàn đã được quân đội đồng minh giải phóng. Tuy nhiên, vừa thoát khỏi ách nô lệ, đất nước xinh đẹp và dân tộc đáng yêu này đã rơi ngay vào một cuộc nội chiến, mà kết quả là sau chiến tranh, đất nước bị chia làm hai, bị tàn phá tan hoang và 4 triệu người bị thiệt mạng. Nhưng từ giữa đống tro tàn, Nam Hàn đã sống dậy như một phép lạ lịch sử. Với dân số gần 50 triệu và với tổng sản lượng quốc dân khoảng 500 tỷ đô la một năm, ngày nay Nam Hàn được xem như một quốc gia tiên tiến, có mức sống tốt và là một cường quốc kinh tế của thế giới với sức cạnh tranh rất cao. Hàng hóa Nam Hàn với phẩm chất đáng tin cậy có mặt khắp mọi nơi, từ những nước nghèo nàn lạc hậu ở Phi Châu hay Tây Á cho đến những khu vực giàu có tiến bộ như Tây Âu và Bắc Mỹ. Được ưa chuộng từ đôi giày, tấm chăn cho đến chiếc xe hơi và những máy móc y khoa đắt tiền. Ngày nay, Nam Hàn đã thay thế Hà Lan để cung cấp tàu chở dầu có trọng tải lớn. Nam Hàn cũng có một lực lượng lao động được huấn luyện tốt và có kiến thức cao thuộc hạng bậc nhất trên thế giới. Trong 20 năm trở lại đây, Nam Hàn trở lại trợ giúp kỹ thuật để khai thác những vùng tài nguyên mênh mông của hai nước lớn trước đây từng là ông chủ của họ, đó là nước Nga và Trung Quốc. Tại New York, hay tại Toronto, tại Sydney, tại Paris, hay tại Sài Gòn hoặc Hà Nội, đầu đầu cũng thấy những hãng xưởng và hình hiệu của các công ty Nam Hàn. Cộng đồng dân cư Nam Hàn được kính trọng trên khắp thế giới, chẳng những vì họ giàu có, mà là vì họ là những cộng đồng có văn hóa cao và có sinh hoạt lành mạnh. Học sinh Nam Hàn học giỏi, doanh nhân Nam Hàn làm việc siêng năng, gia đình người Nam Hàn ổn định, công dân Nam Hàn tôn trọng luật pháp. Cộng đồng hơn 1 triệu người Nam Hàn tại Hoa Kỳ rất được dân chúng địa phương trọng vọng. Sự dấy lên và thịnh vượng của Nam Hàn đồng bộ với sự phát triển kỳ lạ của Đạo Tin Lành là một hiện tượng rất có ý nghĩa. Vào một buổi tối, đứng trên bao lơn của một khách sạn nhiều tầng tại thủ đô Seoul, nhìn xuống bên dưới, du khách sẽ cảm thấy thích thú vì những bóng đèn lớn mang hình thập tự giá chiếu sáng khắp nơi. Thập tự giá của các đại giáo đường, thập tự giá của các trường kinh thánh và thập tự giá của các trung tâm cơ đốc giáo. Nhưng Tin Lành không chỉ có mặt ở các thành phố lớn, mà ngày nay những tiện nghi và tổ chức không thua kém bất kỳ một thành phố nào của Âu Mỹ. Tin Lành còn đi đến hầu như tất cả các thôn làng, các vùng sâu vùng xa của mọi miền đất nước. Hoàn cảnh miền quê của Nam Hàn ngày nay đã hoàn toàn thay đổi, tươi sáng, sạch sẽ và giàu có. Vào buổi sáng Chủ nhật,
tại các làng quê xa xôi hẻo lánh của Nam Hàn, mà ngày nay đã khoác một diện mạo mới. Trên con đường làng, hàng đoàn người đủ mọi lứa tuổi, ông bà, cha mẹ, con cái, ăn mặc lịch sự sang trọng, dắt tay nhau đến nhà thờ, bất kể ngày hè hay tháng tuyết. Nếu gọi văn là vẻ đẹp, minh là vẻ sáng, thì quả thật, xã hội Nam Hàn là một xã hội đúng nghĩa văn minh. Người ta ước lượng có khoảng 1/3 dân số Nam Hàn theo đạo Tin Lành. Tỷ số này cao hơn rất nhiều trong giới trí thức, các nhà chuyên môn, trong giới sĩ quan, quân nhân và sinh viên học sinh. Vào năm 1965, đang khi tham chiến tại Việt Nam, tỷ số quân nhân theo Tin Lành của Nam Hàn là 20, ngày nay là hơn 60. Khoảng 48 các trường học, từ tiểu học cho đến đại học tại Nam Hàn là trường Tin Lành. Trường nữ đại học Ewha của Giáo hội Tin Lành Nam Hàn là trường nữ đại học lớn và nổi tiếng nhất thế giới. Từ một cánh đồng truyền giáo, ngày nay Nam Hàn là căn cứ địa của công cuộc truyền giáo thế giới. Từ một xứ sở tối tăm nghèo đói, được các giáo sĩ tiền phong đổ nước mắt ra để kêu cầu Đức Chúa Trời thương xót, ngày nay giáo dân Tin Lành Nam Hàn từ 4 giờ sáng đã quỳ mập dưới đất, tuôn nước mắt ra để cầu nguyện vang rền cho dân tộc mình và cho phần còn lại của thế giới hư mất. Biểu tượng sống động và vinh hiển của đời sống cầu nguyện tại Nam Hàn là Trung tâm Quốc tế Cầu nguyện Nam Hàn. Trong 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm, lúc nào cũng có đông đảo tín đồ Tin Lành từ khắp mọi nơi đổ về cầu nguyện. Quả thật, Tin Lành quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho thế giới một nước Đại Hàn mới. Cầu gốc suy gẫm, nước nào có Jehovah làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình, có phước thay. Thi Thiên đoạn 33 câu 12, muốn thật hết lòng.